Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Chuyện Là Ngọng thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với tập 103 của bộ truyện Tiên Hiệp Đặc Sắc dài tập Độc Bộ Thiên Hạ, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy nhớ để lại một like, một share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ, quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện Độc Bộ Thiên Hạ tập 103 ngay sau đây. Tiếp theo tập trước lại nói bọn người Già La Minh Tôn, Lộ Giao Giả, Bạch Tam Hiên đồng thời động thủ đem tu vi toàn bộ quán chú tới bên trong kim tiễn, thậm chí ngay cả đỉnh đầu của Hạo Thiên Khuyển cũng nhảy ra một con cựu khuyển màu đen tuyền, dữ tợn hung ác, uy phong lẫm lẫm, dương nanh múa vuốt mà nhảy vào bên trong kim tiễn. Chỉ thấy nghệ hoàng kim tiễn này càng lúc càng lớn, càng lúc lại càng nặng, hóa thành một cây kim tiễn dài tới vài trăm mét. Từng đạo tiễn khí chạy trồm khắp nơi, bắn tới bốn phương tám hướng. Trong kim tiễn, khí tức cấm bảo càng ngày càng mạnh, sắc bén vô cùng. Diệp Húc giơ kim tiễn lên cao, đi nhanh hướng tới tế đàn bên trong điện phủ. Đám người Già La Minh Tôn vững vàng đuổi kịp, rốt cục cũng gặp phải một đoạn hoa văn khí tức vô hoàng. Đạo hoa văn khí tức vô hoàng chính là một khẩu đại đỉnh, liên miên mấy ngàn mét, khí tức trong đại đỉnh phập phồng, va chạm không ngừng. Ầm một tiếng, kim tiễn này cắm vào bên trong hoa văn khí tức vô hoàng, chỉ thấy đại đỉnh ầm ầm phá nát, bị kim tiễn này cứng rắn nghiền nát. Đám người Diệp Húc một đường bình định đại đỉnh đẩy bay đi, khí thế như hồng vậy. Bọn họ cứng rắn chống lại với hoa văn khí tức vô hoàng, cũng bị lực phản kích mạnh không thể tưởng tượng được. Nếu như không phải kim tiễn nghệ hoàng là cấm bảo không trọn vẹn, cho dù là bất diệt chi bảo, chỉ sợ trong nháy mắt bị đánh đập nát. Rầm rầm, đám người Diệp Húc giơ cao kim tiễn nghệ hoàng một đường đẩy tới, liên tục phá vỡ hơn 10 đạo hoa văn khí tức, rốt cuộc cũng xâm nhập vào bên trong phạm vi tế đàn. Lại vào lúc này, chỉ nghe thấy bên trên hành lang một tiếng nổ lớn truyền lại. Diệp Húc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đại đỉnh xuất hiện bên trong điện phủ. Hạ gia cùng gần 20 vị cao thủ các thánh địa cuối cùng cũng đã tới. Sao, thần dương linh mạch bậc 9 sao? Ánh mắt mọi người không khỏi thẳng ra. Một lão quái vật tam bất diệt cảnh, nguyên thủy yêu tông hô hấp dồn dập, lập tức nhảy ra khỏi thiên đỉnh bao phủ, rít gào hướng tới tế đàn mà bay đi. Khí thế của hắn mạnh mẽ vô cùng, yêu khí cuồn cuộn, người còn đang ở trong không trung đã đột nhiên hóa thành một đầu bạch tượng bốn tay, thế lớn như núi, chân dẫm lên yêu vân thẳng tắp vọt tới. Xẹt xẹt, một đạo huyết quang hiện lên, lão quái vật nguyên thủy yêu tông này kêu lên một tiếng thảm thiết, bị một đạo hoa văn khí tức vô hoàng cắt thành hai nửa, huyết nhiễm trời cao. Dù vậy, vị cường giả tam bất diệt cảnh này vẫn chưa chết. Hai nửa cự tượng giống giận liên tục, dường như cố gắng khép lại một chỗ. Tiếng xoẹt xoẹt không ngừng, thân thể của hắn bị hoa văn khí tức vô hoàng đánh cho dập nát, hoàn toàn biến thành cho bụi. Thậm chí ngay cả nguyên thần, pháp tướng, hết thảy bị hoa văn khí tức vô hoàng xóa đi. Một lão yêu quái tam bất diệt cảnh cứ như vậy mà dễ dàng bị đánh chết, bị hoa văn khí tức vô hoàng dễ dàng gạt bỏ. Dưới thiên đỉnh, vốn có mấy người đang tính toán lao ra khỏi phạm vi thiên đỉnh bao phủ, cướp đoạt linh mạch thuần dương bậc 9. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, không khỏi dùng mình một cái, vội vàng dừng lại. Vị lão giả mặt thẹo của Thái Dương Thần Cung tế khởi Thái Dương Thần Lô thử đi thăm dò. Chỉ thấy tòa thần lô này nhô lên cao, 10 vòng mặt trời xuất hiện, từng đầu tam thúc kim ô thò ra móng vuốt bắt lấy thần lô, hung hăng hướng tới hoa văn khí tức vô hoàng mà áp chết. Chỉ nghe thấy một tiếng nổ, 10 vòng mặt trời chói chang rầm rầm tan nát, 10 đầu tam thúc kim ô kêu thả một tiếng, tất cả đều bị chấn nát xương thịt. Thần lô quay ngược mà về, trong lô chuyển tới từng thanh âm răng sắc nổ tung. Khẩu thần lô này không ngờ chỉ va chạm một lần mà trên vách lô che kín vết rách gần như bị phá hủy hoàn toàn. Lão giả kia ói ra một ngụm máu, chỉ thấy máu tương vừa mới rời khỏi yết hầu của hắn liền hóa thành một đạo thái dương chân hỏa, tạo thành hỏa long phun ra hỏa lãng cao tới vài trăm mét. Thần lô bị thương tổn làm cho bản thân hắn bị trọng thương. Hạ gia ba vị lão giả lướt nhau, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh, thầm nghĩ:
Những người này tự phụ, tu vi thâm hậu, thủ đoạn cao thâm. Tuy nhiên, không thể không dựa vào Hạ Gia Thiên Đỉnh. Nếu không chỉ còn lại đường chết mà thôi. Chư vị, thuần dương linh mạch bậc 9 bị hoa văn khí tức vô hoàng vây quanh. Chỉ bằng một người rất khó có thể xâm nhập vào vùng cấm được. Chỉ bằng mọi người hợp lực thúc giục Hạ Gia Thiên Đỉnh của ta mới có thể tiến vào bình an được. Một trưởng lão Hạ Gia thản nhiên nói. Diệp Thiếu Bảo, cái tên xúc sinh kia đã tiến vào tế đàn Nghệ Hoàng, ý đồ thu thuần dương linh mạch bậc 9. Chẳng lẽ chư vị phải trơ mắt nhìn thuần dương linh mạch bậc 9 dừng ở trong tay tiểu tử này hay sao? Hạ huynh, huynh không cần nhiều lời. Chúng ta lập tức động thủ, sắp nhập vào vùng cấm, tiến vào tế đàn, đánh chết Diệp Thiếu Bảo cùng với thân ngoại hóa thân của Ứng Tông Đạo. Mọi người đồng lòng hợp lực tế khởi thiên đỉnh hướng tế đàn mà chạy qua. Tòa thiên đỉnh này đã bị bọn họ thôi phát ra uy năng cực hạn, nghiền nát một đạo hoa văn khí tức vô hoàng mà đi qua. Khí tức vô hoàng này chính là một đạo tiễn khí màu đen, hẳn là do đồ đệ của Nghệ Hoàng lưu lại, leng keng va chạm với thiên đỉnh đều bị chấn vỡ. Chư vị, ta tới giúp các ngươi một tay. Diệp Húc cười ha hả, đứng ở phía trên tế đàn cùng đám người Già La Minh Tôn hợp lực tế khởi kim tiễn Nghệ Hoàng. Chỉ thấy kim quang đại phóng, cự tiễn phá không, hung hăng va chạm lên trên thiên đỉnh, làm cho cự đỉnh này bị đánh lui không ngừng. Trong nháy mắt bị oanh rời khỏi phạm vi của hoa văn khí tức vô hoàng. Hạ Gia ba vị trưởng lão giận dữ, liên hợp mọi người thúc giục thiên đỉnh. Không ngờ kim tiễn lại đánh tới, bước lui thiên đỉnh, làm cho bọn họ không thể không lùi ra một bước nữa. Diệp Thiếu Bảo, cái tên tiểu xúc sinh ngươi, có bản lĩnh thì đi ra, không cần phải trốn trong đó làm rùa đen rụt đầu đâu. Thái Tử Hỉ hận tới nghiến răng nghiến lợi, chỉ ầm lên về phía Diệp Húc. Già La Minh Tôn trên đầu vai chó đen nhỏ đứng lên ngạo nghễ quần hùng. Hey, tiểu xúc sinh, ngươi mắng ai vậy? Tiểu xúc sinh mắng. Thái Tử Hỉ vừa nói ra lập tức tỉnh ngộ, tức giận tới ra mặt phát run. Hắn đầu óc mê muội vì tức giận, không ngờ bị một con chó chiếm tiện nghi, suýt nữa thì hộc máu. Ngươi là chó chết. Hey, ngươi là chó chết kìa. Hạ Thiên Quyền đắc ý giặt rào, nâng chân trước lên chỉ vào mặt hắn. Thái Tử Hỉ giận dữ kêu lên một tiếng, hận không thể lao ra lập tức chém chết con chó này thành bảy tám mảnh. Đông Hoàng Mục hừ lại một tiếng, thanh âm thản nhiên truyền ra. Hạ giọng nói: Diệp huynh, ngươi để một con chó đi ra mắng chửi người, đây là hành vi quân tử nên làm hay sao? Ngươi cũng là chó chết. Con chó đen nhỏ cười ha hả, bộ dạng làm tức chết người không đền mạng. Đông Hoàng Mục sắc mặt xanh mét, nắm chặt tay, trong lòng giận dữ, lập tức buông tay ra. Sắc mặt khôi phục lại nguyên trạng, khẽ cười mà nói: Ta sao có thể chấp vặt với một đầu xúc sinh được? Diệp huynh, nếu ngươi là đại trượng phu, liền đường đường chính chính đi ra ngoài, ta với ngươi công bình quyết chiến một trận tử chiến đi. Các vị tiền bối đều là cao nhân, sẽ không can thiệp. Hay là Diệp huynh ngươi sợ? Con chó đen nhỏ kéo theo xích sắt nhảy lên đầu vai của Già La Minh Tôn, đứng lên trên cười lạnh nói: chó chết, ngươi giỏi thì tiến vào đây, lão tử đấu một mình với ngươi này. Lão tử đánh cho ngươi ngay cả mẹ ngươi cũng không nhận ra ngươi, đánh cho ngươi răng rụng đầy đất kìa, mắt đầy sao? Đông Hoàng Mục hai tay run rẩy, hít dài một hơi, điềm nhiên mà nói: Hay, ta vừa lúc thiếu một tấm da chó đây. Ít nói nhảm đi, có bản lĩnh tiến vào đánh với ta này. Đông Hoàng Mục sắc mặt đỏ lên, lão giả mặt thẹo Thái Dương Thần Cung bên cạnh trầm giọng mà nói: Mục Nhi, không nên tức giận. Người tu luyện chúng ta đầu tiên là phải ổn định tâm thần của mình, luyện cho nội tâm tới mức trời sụp cũng không được sợ hãi kìa. Lão già kia, có bản lĩnh thì tiến vào đây solo với lão tử. Hạo Thiên Quyền ngẩng cao đầu, khí thế hiên ngang, hướng hắn khiêu chiến nói: Lão tử đánh không lại ngươi, lão tử là chó chết, ngươi không dám tiến vào, ngươi là chó chết. Vị lão giả Thái Dương Thần Cung kia kêu lên một tiếng tức giận, tới miệng phun ra máu tươi, hóa thành một đầu hỏa long. Hắn là do bị thương trước rồi, bị con chó này mắng chửi, không đè ép được thương thế. Tịch mịch nha, thế gian này không ngờ không có ai là địch thủ của lão tử. Chẳng lẽ ta đứng trên đỉnh phong vu đạo, thiên hạ vô địch rồi hay sao? Hạo Thiên Quyền này đứng trên đỉnh đầu của Già La Minh Tôn, nó cúi đầu thở dài mà nói. Một cỗ gió mát thổi tới, làm cho lông mao trên trán của nó lè lè sáng lên. Hạ Gia và cường giả các đại thánh địa khác tức giận hừ lên một tiếng không ngừng, sắc mặt đều trở nên cực kỳ khó coi. Nếu là bị Ứng Tông Đạo khiêu khích cũng đành, bọn họ không dám ứng chiến cũng thôi, nhưng lúc này hướng bọn họ khiêu chiến không ngờ lại là một con chó nhỏ màu đen, răng sữa còn chưa dài ra. Trong lòng bọn họ nghẹn khuất vạn phần,
dường như bị người ta dùng máu huyết của một con chó đen này tưới từ đầu tới chân vậy. Chà chà, khiếu thiên này há mồm là có thể nuốt thằng ngàn thiên binh thiên tướng, ngay cả các vị tiền bối tam bất diệt cánh cũng bị ngươi mắng cho học máu kìa. Diệp Húc không khỏi tán thưởng cười nói, mà Minh Tôn, ngươi có nắm chắc thu được thuần dương linh mạch này hay không? Đây là đương nhiên rồi, lão đệ, lão ca ca tốt xấu gì cũng là cường giả tam bất diệt cánh, thuần dương linh mạch bậc 9, uy năng tuy là mạnh, nhưng cái linh mạch này bị phá nát thành hơn 10 đầu rồi, thu chúng nó cũng không nói chơi. Già Lam Minh Tôn lúc này khiêng linh cứu thanh đang đi ra, quan tài mở ra, bị hắn toàn lực thúc giục. Quan tài đen xẹt một tiếng, biến thành hơn 10 dặm, chụp xuống thuần dương linh mạch này. Thuần dương linh mạch hình dạng cự long đang dương nanh múa vuốt chống lại linh cứu thanh đăng, cũng không thể thoát được lực hút trong cữu. Dần dần nó bị kéo tới thân hình thẳng tắp, hướng tới quan tài đen mà bay đi. Ở một tiếng, các cường giả đại thánh địa nhân cơ hội tế khởi thiên đỉnh, liên tục phá vỡ hai đạo hoa văn khí tức vô hoàng. Già La Minh Tôn vội vàng buông tha thu thuần dương linh mạch này, hợp lực với đám người Diệp Húc tế khởi kim tiến nghệ hoàng, bước lui bọn họ. Cứ như vậy hết lần này tới lần khác, Diệp Húc cũng không khỏi phát sầu. Những người này hiển nhiên là đã biết được khuyết điểm của hắn. Nếu Già La Minh Tôn thu đi linh mạch, những người này rất có thể sẽ nhân cơ hội tiến vào phạm vi tế đàn. Nếu như bọn họ tiến vào tế đàn, khi đó chỉ sợ là tử kỳ của đám người Diệp Húc. Bởi vậy Già La Minh Tôn chỉ có thể buông bỏ thu thập linh mạch, chống cự lại bọn họ xâm lấn. Diệp huynh, tại hạ có một đề nghị. Đông Hoàng Mục đứng lên, cất cao giọng nói, người có thể thu một thuần dương linh mạch, sau đó xoay người rời đi, chúng ta tuyệt không ngăn trở ngươi. Sau này nếu như gặp nhau, chúng ta sẽ là đại địch, không chết không ngừng. Nhưng hôm nay, ta buông tha ngươi một con đường, ý của ngươi như thế nào? Diệp Húc mỉm cười, nhỏ giọng nói, Đông Hoàng huynh, ngươi nói ra những lời này, chính ngươi tin hay sao? Đông Hoàng Mục giật mình, phía sau chậm rãi dâng lên một vầng đại nhật, bên trong mặt trời chói chang, tam túc kim ô bay vút lên, thét dài, tản mắt ra khí tức vô cùng cao quý, vô cùng trang nghiêm, đây là huyết mạch thiên đế. Thanh âm của hắn phát ra ẩn chứa một loại kiêu ngạo, thản nhiên nói, tin, đương nhiên phải tin, ta Đông Hoàng gia chính là thiên đế thế gia, hào quang vinh quang, Thái Dương thần cung ta lại là đệ nhất thần cung của ma đạo, thế gian không có môn phái nào, thế gia nào có thể so sánh với Đông Hoàng gia ta, có thể sánh ngang với Thái Dương thần cung. Truyền nhân của môn phái thế gia này, lời của hắn đó là thiên lý, ta làm sao mà không tin được. Diệp Húc khoanh chân ngồi xuống, phía sau một vầng mặt trời mềm rũ dâng lên, một gốc cây ngọc thụ trong mặt trời chói chang cũng dâng lên, thủy khí ngăn cản, hào quang chiếu rọi bốn phía, tản mắt ra khí tức sinh mạng tới cực điểm. Nó giao thoa với đại nhật phía sau lưng Đông Hoàng Mục, trên bầu trời giống như dâng lên hai vầng mặt trời chói chang, hào quang tranh đoạt lẫn nhau, muốn che lấy hào quang của đối phương xuống dưới. Diệp Húc nhìn phía sau Đông Hoàng Mục, mỉm cười nói, thiên đế thế gia ư, thật có lỗi, ta không tin. Đông Hoàng Mục cất cao, nhìn thẳng vào đại nhật phía sau của hắn, sắc mặt âm tình bất định. Lão già mặt thẹo của Thái Dương thần cung trên mặt trở nên vô cùng âm hàn, giọng the thé mà nói, hạo thiên đại nhật chân kinh, tiểu tử, người lấy được bí mật bất truyền của Thái Dương thần cung ta ở đâu? Hôm nay bất kể như thế nào, người cũng phải chết nơi đây. Đông Hoàng gia và Thái Dương thần cung đều là của Đông Hoàng gia lão tổ, đều do Hạo Thiên đại đế lúc trước thống trị chư thiên lưu lại huyết mạch. Thế nhưng bất đồng chính là Đông Hoàng gia là thế gia thế tục, mà Thái Dương thần cung thì địa vị lại cao cả, bao trùm phía trên Đông Hoàng gia. Đệ tử Đông Hoàng gia chỉ có tu luyện tới tam thần cảnh mới có tư cách tiến vào Thái Dương thần cung, đạt được kế thừa cao hơn. Đông Hoàng Mục cũng là không lâu trước mới đạt được sự tán thành của Thái Dương thần cung, trở thành một đệ tử trong đó. Truyền thừa của Thái Dương thần cung so với các môn phái lại càng thêm cao thâm hơn, uy lực càng mạnh, mà thần cung được công nhận là ma đạo thứ nhất, thần cung tâm pháp tới nay chưa từng lưu truyền ra ngoài. Hiện giờ cường giả tam bất triệt cảnh Thái Dương thần cung này nhìn thấy Diệp Húc không ngờ xuất ra tâm pháp Thái Dương thần cung, hắn hận không thể lập tức làm thịt Diệp Húc, thu hồi Hạo Thiên đại nhật chân kinh. Ngay cả tâm pháp Thái Dương thần cung cũng bị tiểu tử này đánh cắp sao? Thiên Sách Phủ Lý Thiên Vương nhỏ giọng cười nói, tiểu tử từ nơi nào tới được nhiều bí mật bất truyền của các thánh địa như vậy? Thú vị, Hạ gia, Vạn Kiếp Môn, Tiểu Quang Minh Thánh Địa, Chú Thiên Tinh Cung, Nguyên Thủy Yêu Tông, thậm chí ngay cả Đô Thiên Thập Nhị Thần Sát của Hoàng Thất Đại Tần, nhiều tâm pháp các thánh địa như vậy hắn không ngờ lại tập được trong một thân. Hiện giờ thậm chí ngay cả tâm pháp Thái Dương thần cung cũng bị tên tiểu tử này học được. Tiểu tử thật sự là quái tài, quái thai. Hay là Ứng Tông Đạo cố ý bồi dưỡng hắn vạn pháp một thân,
tới đối phó với các thánh địa chúng ta đây. Tần Vương cười lạnh mà nói, Ứng Tông Đạo thật quá cuồng vọng rồi. Chư vế, mặc kệ có phải là Ứng Tông Đạo gây nên hay không, tiểu tử này bất luận như thế nào cũng không thể buông tha cho hắn ta được. Nếu không để cho hắn trưởng thành lên, tất nhiên sẽ là một họa lớn. Một gã trưởng giả của Hạ gia điểm như nói, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn, và kim tiễn Nghệ Hoàng trên đỉnh đầu, ánh mắt của hắn như phun hỏa vậy. Bí mật kim tiễn này chỉ có ba người Hạ gia là biết được, nếu như dừng ở trong tay các thánh địa khác, tất nhiên là một tai họa ngầm rất lớn. Tiểu tử này cần có thân ngoại hóa thân của Ứng Tông Đạo, tế khởi kim tiễn khiến cho chúng ta khó lòng vượt qua một bước được. Nếu như cố xông vào, cho dù là thiên đỉnh cũng không thể xuyên thấu được hoa văn khí tức vu hoàng. Nếu muốn xông qua không được, vậy thì thủ tại chỗ này để cho bọn họ không thể trốn thoát được. Đợi khi Hoa Quỳnh điêu linh, sáu đại cự thú lui về hư không, toàn bộ Bắc Hải Bí Cảnh sẽ biến mất trong thế gian. Ta hàng ngược lại, muốn biết tiểu tử này chạy sao thoát được Bắc Hải Bí Cảnh đây. Khi các cường giả đại thánh địa nói chuyện, thanh âm cực kỳ vang dội, cũng không cố ý che giấu thanh âm. Thanh âm của bọn họ rơi vào trong tai đám người Lộ Giao Già và Bạch Nam Hiên, khiến cho mọi người không khỏi sắc mặt sầu thảm. Cường giả các đại thánh địa tuy rằng không thể tiến vào tế đàn Nghệ Hoàng, nhưng chỉ phải canh giữ ở bên ngoài tế đàn, bọn họ cũng không thể rời khỏi tế đàn. Nghệ Hoàng kim tiễn uy năng tuy là mạnh, nhưng không có mạnh mẽ tới tình trình độ áp chế thiên đỉnh, nhiều nhất là ngang thế lực mà thôi. Hơn nữa, bên trong kim tiễn Nghệ Hoàng còn có tai họa ngầm rất lớn. Sinh linh bị Nghệ Hoàng phong ấn bên trong không ngừng tấn công vào phong ấn trong kim tiễn, không biết khi nào thì có thể thoát khỏi vòng vây. Kim tiễn sử dụng càng nhiều lần, tồn tại kia càng có khả năng thoát vây mà ra. Nguy hiểm không chỉ có thế, Bắc Hải Bí Cảnh thời gian mở ra chỉ có 2 tháng, mà hiện tại đã qua hơn 10 ngày. Tới lúc đó, Bắc Hải Bí Cảnh đóng cửa lại, ẩn nấp trong hư không. Khi đó bọn họ chỉ sợ sẽ bị vây ở chỗ này, 500 năm không thể thoát ra được. Thời gian 500 năm, chỉ sợ ta đã già rồi, biến thành lão thái thái nhiều nếp nhăn rồi. Mạc Tăng Tăng nhẹ nhàng âu yếm sau mặt mình, lẩm bẩm mà nói, uể oải vạn phần. Bạch Tam Hiên nhìn quanh một vòng, chỉ thấy quân hùng đứng quanh. Những cường giả các thánh địa này tính toán canh giữ nơi này, không cho bọn họ có bất luận một cơ hội nào rời khỏi. Bọn họ sẽ phải đợi Bắc Hải Bí Cảnh đóng cửa, vây chết những người này ở trong đây. Diệp huynh, chúng ta sẽ làm cái gì bây giờ? Làm cái gì bây giờ? Hắn trong lòng không khỏi sợ hãi, lắp ba lắp bắp nói. Đây là lần đầu tiên hắn đi ra rời khỏi Thanh Đế Môn tới Bắc Hải. Vốn tưởng rằng một đường buồn tẻ bình thản, một mặt thưởng thức cảnh đẹp thiên địa, một mặt tìm kiếm sát khí, tu thành thuần dương no đủ. Không nghĩ tới, sau khi gặp được Diệp Húc, sát khí lại nổi lên. Nguyên bản lữ trình bình thản đã biến thành nước ngầm cuồn cuộn, sát phạt không ngừng, liên tiếp lâm vào hiểm cảnh, tuyệt cảnh. Hiện giờ thậm chí là sắp bị nhốt bên trong Bắc Hải Bí Cảnh này. Chuyện xảy ra hoàn toàn trái ngược với con đường tu luyện trong tưởng tượng của hắn, thế nhưng lại tràn ngập kích thích khiến hắn được thử nghiệm những cảm thụ chưa từng có. Diệp Húc vẫn bình tĩnh dị thường, hắn mỉm cười nói. Hiện tại, cấp bách chính là tu luyện, nâng cao cảnh giới tu vi và thực lực của bản thân mình. Bạch huynh, ngươi không phải đã tìm kiếm đủ phong thủy, hóa, lôi, sơn, ngũ sát rồi hay sao? Ta nơi này còn có hơn 10 điều địa sát, đủ để cho ngươi tu luyện tới dương thần kỳ. Chúng ta nâng cao thực lực, đối kháng với những cường giả này cũng có vài phần nắm chắc kìa. Hắn không nói gì nữa, ngồi phía trên tế đàn, bắt đầu an tâm mà tu luyện. Bạch Nam Hiên bất đắc dĩ lấy phong thủy hỏa sơn lôi của mình ra, bắt đầu hấp thụ sát khí, rèn luyện nguyên thần, nguyên thai và thân thể. Hắn tích lũy cực kỳ hùng hậu, khiếm khuyết chính là sát khí tẩy đi tạp chất trong thân thể, nguyên thần và nguyên thai. Hiện giờ sát khí đã đầy đủ, khiến tu vi của hắn kịch liệt tăng cao, từ thân dương nhất phẩm liên tiếp vượt qua nhị phẩm, tam phẩm rồi tứ phẩm, tốc độ nhanh làm cho người ta phải giật mình. Lộ Giao Già và các thiếu nữ liếc nhau, cũng đều ngồi xuống, đều tự dâng lên một vầng trăng sáng ở sau lưng. Mạc Tăng Tăng và Tích Hàn Nguyệt, nguyên thần của hai vị thiếu nữ này bay ra bên ngoài cơ thể. Mạc Tăng Tăng là một con tuyết cáp thật lớn, hai mắt mở ra, một mở một đóng, trăng sáng như một viên trân châu bị tuyết cóc không ngừng phun ra phun vào, không ngừng làm dịu nguyên thần. Tích Hàn Nguyệt, nguyên thần là một gốc cây quế, một vầng trăng sáng hiện trên ngọn cây lạnh tanh tanh. Tâm pháp của hai nàng hiển nhiên là đạo tu luyện nguyên thần của Hàn Nguyệt Cung. Mà phía sau Lộ Giao Già hiện ra pháp tướng của mình, một thiếu nữ áo đen, quần áo phấp phới, rực rỡ như tiên. Nguyên thần của nàng là một đầu ngân hồ trắng như tuyết,
tọa lạc ở mi tâm của pháp tướng Lộ Dao Già, thỉnh thoảng nhấp nháy mắt rất là quyến rũ. Vầng trăng sáng kia chạy quanh pháp tướng của nàng, hào quang dịu dàng chiếu rọi mỗi một tấc da thịt của nàng, rèn luyện pháp tướng làm dịu nguyên thần. Mạc Tăng Tăng nghiêm túc tu luyện, trăng sáng của nàng thỉnh thoảng vụng trộm rời khỏi nguyên thần tuyết cáp của mình, trôi nổi đi qua tới đại nhật phía sau lưng Diệp Húc, giằng co lẫn nhau một chút, trao đổi âm dương khí, lập tức trở lại rất nhanh. Vị thiếu nữ này vụng trộm mở to mắt, hết nhìn đông rồi lại nhìn tây, nhưng những người khác hình như không có chú ý tới tình huống này, khiến cho lá gan của nàng không khỏi lớn lên, càng không kiêng nể gì. Đột nhiên lại có một vầng trăng sáng vô thanh vô tức bay tới, trao đổi khí tức với đại nhật của Diệp Húc nhanh chóng, âm dương giao phụ xong lại treo trở về trên cây quế. Mạc Tăng Tăng trợn mắt nhìn Tích Hàn Nguyệt, chỉ thấy vầng trăng sáng này dường như cực kỳ kích động, trăng sáng run rẩy, cây hoa quế cũng rung rung cành, từng đóa hoa quế bay ra tràn ngập những mùi hương thơm ngát. Mà dưới tảng cây, thiếu nữ cúi đầu, khuôn mặt ửng đỏ của nàng vẫn chôn sâu vào trong lòng ngực. Hai vị sư muội chú ý hình tượng một chút đi. Lộ Dao Già ánh mắt nhiên liễu, giống như đóng mà không phải là đóng, nhỏ giọng nói: Sư tỷ thật sự rất thoải mái mà, nếu không ngươi cũng tới thử xem đi. Mạc Tăng Tăng khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nhỏ giọng nói. Lộ Dao Già khuôn mặt ửng đỏ, lập tức cười lạnh một tiếng, không hề để ý tới các nàng nữa. Hạo Thiên Quyển ngồi xổm trên đỉnh đầu của Già Lam Minh Tôn, nhìn chăm chăm vào thỏ ngọc bên trong vầng trăng của ba nàng, nước miếng chảy ròng ròng. Trong mắt nó hiện lên khí thế hung hăng, hung bạo, hung ác tới cực điểm. Lộ Dao Già mở to mắt, quét ngang con chó này một cái, trong mắt hiện lên sát khí, lập tức che giấu đi, dường như không có việc gì vậy, thầm nghĩ trong lòng: Thiên địch, thật sự là thiên địch mà. Hạo Thiên Quyển bị ánh mắt của nàng làm cho hoảng sợ, vội vàng không nhìn nàng nữa, hướng Già Lam Minh Tôn nói thầm: Cô bé này lão tử rất không thích à. Người muốn ăn vầng trăng sáng của các nàng thích người mới là lạ. Già Lam Minh Tôn hồn nhiên không để ở trong lòng, cười ha hả nói: Nhưng các nàng đúng là rất thích Diệp lão đệ kìa. Hạo Thiên Quyển làm ra vẻ đi theo Già Lam Minh Tôn, cũng xưng hô Diệp Húc là Diệp lão đệ, hừ hừ mà nói: Đây là bởi vì Diệp lão đệ khiến cho các nàng thích, cho nên nhóm các nàng mới thích Diệp lão đệ. Già Lam Minh Tôn miệng đầy hồ củi giải thích nói, làm ra vẻ chẳng có chuyện gì cả, làm cho người ta phải buồn cười. Diệp Húc mắt đứt tai ngơ, không ngừng hấp thu thuần dương linh khí, bỏ thêm vào bên trong nguyên thai nguyên thần của chính mình. Phía sau hắn, mặt trời chói chang càng lúc lại càng lớn, tràn ngập ra khí tức càng ngày càng mạnh mẽ hơn. Mạc Tăng Tăng, Tích Hàn Nguyệt lại thường thường tới khởi trăng sáng của mình, cùng hắn giao phụ lẫn nhau, trao đổi khí tức âm dương, khiến tu vi của hắn không ngừng tăng vọt, đồng thời cũng không ngừng củng cố cảnh giới, tiêu trừ tai họa ngầm vì tu vi bạo tăng mà tạo thành. Tuy rằng không thể thu được những thuần dương linh mạch bậc 9 này, nhưng Ngọc Lâu và Di La Thiên Địa Tháp của hắn tìm kiếm được nhiều thuần dương linh khí, nhiều không đếm xuể, đủ để cho hắn. Tốc độ tu luyện của hắn so với Bạch Nam Hiên không kém chút nào, nhị phẩm, tam phẩm, tứ phẩm, ngũ phẩm vẫn tăng về phía trước, thuận lợi phá tan thân dương kỳ, tiến vào thuần dương kỳ. Hạo Thiên Đại Nhật Thuần Dương Kinh vận chuyển, thân thể của hắn không ngừng hấp thu thuần dương linh khí, tu thành thân thể thuần dương, so với trước dũng mãnh hơn không biết bao nhiêu lần. Mà nguyên thần nguyên thai của hắn đã nhanh chóng bành trướng, trưởng thành, tu vi ngày càng thâm sâu. So với vu sĩ ngang cấp, Diệp Húc có thể nói là sâu không lường được, khiến người khác không thể nhìn thấu. Tiểu tử này, tốc độ tu luyện thật sự làm người ta phải giật mình, tương lai tất nhiên có thể là một ứng tông đạo thứ hai, thậm chí nó không chừng có thể vấn đỉnh vu hoàng. Thời gian hơn 10 ngày, cường giả các đại thánh địa nhìn thấy tốc độ tu luyện khủng bố của Diệp Húc thì không khỏi hoảng sợ. Tất cả đều âm thầm quyết định, lần này bằng bất cứ giá nào cũng không thể buông tha cho Diệp Húc, không thể để cho hắn trưởng thành được. Ánh mắt của Đông Hoàng Mục chớp động, cũng là tu luyện Hạo Thiên Đại Nhật Chân Kinh, hắn thật sâu có thể hiểu được tu vi của Diệp Húc khủng bố như thế nào, so với hắn năm đó còn mạnh hơn vài phần, khiến cho hắn không khỏi cảm giác được một loại uy hiếp rất sâu. Thạch Tinh Hải và cao thủ Chu Thiên Tinh Cung cũng âm thầm kinh hãi. Tốc độ trưởng thành của Diệp Húc khiến cho đại cao thủ như Thạch Tinh Hải cũng cảm giác được uy hiếp không gì sánh nổi. Hiện giờ, thực lực của Diệp Húc so với hắn hơi yếu hơn một chút, nhưng lấy tốc độ tu luyện này, chỉ sợ rất nhanh thôi sẽ đuổi theo hắn, thậm chí lại còn siêu việt hơn. Hắn tu luyện tới tam thần cảnh hóa thần kỳ, chỉ sợ có thể chống lại được ta, người như thế này không thể lưu được.
Thạch Tinh Hải trong mắt tinh quang chợt lóe, lướt lướt nhìn Đông Hoàng Mục thầm nghĩ: người này cũng lưu không được, tương lai đều là uy hiếp rất lớn với ta, không thể để cho hắn an tâm tu luyện được. Ba trưởng lão Hạ gia tới Khởi Thiên Đỉnh cùng các cường giả liên kết một đường nhắm tới Tế Đàn Nghệ Hoàng, khiến cho đám người Diệp Húc không thể tu luyện mà tới Khởi Kim Tiễn Nghệ Hoàng chống cự. Hai đại vu bảo xung đột, từng đợt khí tức hủy diệt lan ra khắp nơi, khiến cho Thái Hòa Điện này lại càng thêm tàn phá, lung lay như sắp đổ vậy. Trong Thái Hòa Điện, cường giả các thánh địa thỉnh thoảng lại tới Khởi Thiên Đỉnh bức bách đám người Diệp Húc chỉ có thể tới Khởi Kim Tiễn Nghệ Hoàng cứng rắn chống đỡ, không thể an tâm tu luyện. Nghệ Hoàng Kim Tiễn và Thiên Đỉnh không ngừng đối kháng, Diệp Húc thậm chí có thể cảm giác được phong ấn trong Kim Tiễn ngày một buông lỏng. Loại tình huống này làm cho uy lực của Kim Tiễn càng ngày càng lớn, đủ để vững vàng chống lại Thiên Đỉnh. Nhưng tồn tại bên trong phong ấn dường như có thể cảm giác được phong ấn trong Kim Tiễn suy yếu đi, đồng thời va chạm phong ấn, ý đồ phá vỡ phong ấn, tái hiện nhân gian. Đây là một tồn tại vô cùng cổ xưa, ngủ đông bên trong Kim Tiễn, chờ đợi ngày thoát vây. Đám người Diệp Húc cảm giác khi tới Khởi Kim Tiễn có thể cảm giác được rõ ràng, Nghệ Hoàng Kim Tiễn ở sâu bên trong có một cỗ sinh mạng kinh khủng tới cực điểm đang du động, thường thường tràn ngập khí tức tăng thương, khí tức vô cùng vô tận. Cho dù là Già La Minh Tôn, đối với sinh mạng này cũng sợ hãi vạn phần, tự nhận còn xa mới địch lại. Tuy nhiên, cũng may chính là tồn tại khủng bố này vô cùng xa xưa, trong lúc nhất thời cũng không thể phá vỡ được phong ấn của Nghệ Hoàng. Nhưng số lần vận dụng Kim Tiễn càng nhiều thì phong ấn ngày càng buông lỏng, khoảng cách tồn tại xa xưa này thoát vây chỉ sợ không xa. Thời gian trôi qua từng ngày, rất nhanh hơn một tháng đã trôi qua. Khoảng cách tới ngày Ưu Đàm Hoa héo tàn càng ngày càng gần, Bắc Hải Bí Cảnh cũng sắp sửa quay về hư không. Cường giả các đại thánh địa cũng không khỏi khiếp sợ với đám người Diệp Húc. Bọn họ tới Khởi Thiên Đỉnh liên tục tấn công hơn một tháng, đám người Diệp Húc cũng cứng rắn chống lại bọn họ hơn một tháng. Hơn một tháng này, đám người Diệp Húc gần như là đèn dầu sắp tắt, cho dù là Già La Minh Tôn, tu vi cũng gần như bị tiêu hao toàn bộ. Những người khác lại càng không chịu nổi. Bạch Nam Hiên tuy rằng dùng phong thủy hỏa lôi sơn năm loại sát khí để lấy nguyên thần nguyên thai thân thể, tu vi gần như bước vào dương thần kỳ, thế nhưng lại bị mệt chết đi được. Hắn chỉ biết máy móc tới Khởi Kim Tiễn, mà Lộ Giao Già và hai tiêu nữ Hàn Nguyệt Cung cũng trong tình trạng kiệt sức, nguyên thần gần như là héo rũ. Lộ Giao Già pháp tướng cũng bị ngâm nước, thể tích càng ngày càng nhỏ. Cho dù là con chó đen nhỏ như Hạo Thiên Khuyển cũng mệt tới hư thoát, hiện giờ đã gầy đen như củ đốt rồi. Bọn họ rất khó thúc giục vào lần Kim Tiễn nữa, chỉ cần cao thủ các đại thánh địa tiếp tục công kích đi xuống, thế tất có thể tiêu quang hết tu vi của bọn họ, làm cho bọn họ mệt chết. Bọn chúng chống đỡ không được, ép bọn chúng, cứng rắn mà chết bọn chúng đi. Ba vị trưởng lão của Hạ gia thế thế không khỏi mừng rỡ, lớn tiếng mà quát. Đột nhiên, một tiếng hô lớn của viễn cổ cự thú vang lên, vang vọng thiên địa, xuyên thấu thật mạnh. Bắc Hải Bí Cảnh run lên kịch liệt, phát ra những tiếng nổ rầm rầm, thổi hàng thẳng tướng phương Bắc. Không xong, Ưu Đàm Hoa bị héo tàn, Bắc Hải Bí Cảnh sắp đóng cửa. Cường giả các đại thánh địa lướt mắt nhìn nhau, cùng nhìn ra ý không tha trong mắt đối phương. Bọn họ đau khổ công kích đối phương hơn một tháng thời gian, gần như làm cho Diệp Húc mệt muốn chết rồi. Không ngờ Bắc Hải Bí Cảnh lại sắp đóng cửa, trốn vào hư không, biến mất trong thế gian. Nếu bọn họ cố ý lưu lại ở chỗ này, như vậy chỉ có 500 năm sau mới có thể thấy lại được ánh mặt trời, tương đương với bị nhốt 500 năm. Không ai muốn bị lãng phí 500 năm cả. Bí cảnh sắp đóng cửa, chúng ta đi mau. Hạ gia ba vị cường giả biết lúc này không thể nề hà được đám người Diệp Húc nữa rồi, chỉ có thể rời khỏi. Lúc này mới mãnh liệt quát một tiếng, xoay người rời đi. Diệp huynh, chúng ta 500 năm sau gặp lại. Đông Hoàng Mục đứng ở trước cửa Thái Hòa Điện, nhìn Diệp Húc cửa xa xa chắp tay hai sau lưng, thản nhiên nói: con đường tu luyện không chỉ cần linh khí tài liệu, cũng cần phải có giao lưu, chiến đấu, chỉ điểm, cảm ngộ và gặp gỡ. 500 năm Diệp huynh sẽ bỏ lỡ rất nhiều, người sẽ hối hận vì tham lam của ngày hôm nay. 500 năm sau ta tất nhiên sẽ trở thành vu hoàng, mà Diệp huynh tu vi lại dừng lại ở đây, thật sự rất đáng tiếc mà. Diệp thiếu bảo, 500 năm sau ta là hoàng đế đại đường, nhất thống thiên hạ, mà ngươi chỉ có thể ở trong này. Thái tử Hỷ ánh mắt lộ ra vẻ châm chọc, nhìn về phía Diệp Húc mỉm cười mà nói: 500 năm sau chấm thần trình xuất lĩnh tinh anh đại đường tiên sách phủ, nghênh đón Diệp huynh trở về. Sao 500 năm trở thành vu hoàng sao? Diệp Húc thở ra một ngụm chọc khí thật dài, ánh mắt nhìn về phía Đông Hoàng Mục và Thái Tử Hỷ cười nói: có lẽ không cần 500 năm, nói không chừng chúng ta sẽ gặp lại nhau rất nhanh thôi.
Đông Hoàng Mục thản nhiên cười cười, xoay người rời đi. Thái tử Hỉ cười ha hả, cùng Thiên Sách Phủ, Lý Thiên Vương, Tần Vương cùng nhau rời khỏi Thái Hòa Điện. Nghệ Hoàng tế đàn, Thạch Tinh Hải liếc mắt nhìn Diệp Húc thật sâu một cái, hạ giọng mà nói: "Diệp huynh, đệ đệ của ta còn sống không?" Diệp Húc gật đầu nói: "Lệnh đệ ở trong Ngọc Lâu Diệp Mỗ bình yên vô sự." Thạch Tinh Hải thở dài, xoay người nhẹ nhàng đi, thản nhiên nói: "Người đối xử với đệ đệ ta tử tế, 500 năm sau ta tới bảo toàn một mạng cho ngươi." Ứng Tông Đạo, năm đó ngươi từng lưu vết sẹo này trên mặt ta, mà hiện giờ thân ngoại hóa thân của ngươi bị ta vây chết ở chỗ này. Ngươi nói tới tuyệt cùng là ai thắng ai thua đấy? Vị lão giả mặt thẹo Thái Dương Thần Cung cười ha hả, cười chào phúng với Già La Minh Tôn, lập tức rời khỏi Thái Hòa Điện. "Đáng thương, Diệp Thiếu Bảo, ngươi cũng được cho là nhân tài kiệt xuất, xuất sắc nhất trong lớp người trẻ tuổi. Không ai có thể dự đoán được, ngươi không ngờ lại không chết trận mà là chết giả trong Bắc Hải biết cảnh này." Càng nhiều người rời khỏi, một cao thủ đại phạm Âm Lôi Tự may mắn còn tồn tại, thở dài nói: "Tuy nhiên, người có thể chống lại những cường giả thế hệ trước như chúng ta lâu như vậy, thậm chí có tới hơn 100 cường giả thế hệ trước bị người hại chết. Chiến tích này, người đủ để kiêu ngạo rồi. Đáng tiếc, Tuấn Kiệt trẻ tuổi của Hoàng Tuyển Ma Tông chỉ là phù dung sớm nở tối tàn." Tế đàn Nghệ Hoàng rất nhanh, không còn bóng người. Những tiếng giống của viễn cổ cự thú bên ngoài vang lên càng ngày càng vang dội. Toàn bộ Bắc Hải Bí Cảnh run run không ngớt, dần dần biến mất bên trong hư không. Bắc Hải Bí Cảnh chính là một phiến Tế Hoàng Thiên, mảnh vỡ thiên giới căn bản không nên tồn tại ở thế giới Vô Hoàng, mà là nó thân bên trong thế giới Tế Hoàng Thiên trước kia. Nếu không có Nghệ Hoàng lấy pháp lực vây khốn 6 đầu viễn cổ cự thú này, Bắc Hải Bí Cảnh căn bản không tồn tại ở thế gian. Thế giới từng là Tế Hoàng Thiên đã sớm bị hủy diệt, biến thành nơi hư vô tĩnh mịch rồi, mà nơi này là mảnh vỡ Tế Hoàng Thiên giới, rốt cuộc cũng phải trở về nơi tan nát kia. Thiên giới không chút sức sống, 500 năm sau mới hiện ra trong thế gian. Đám người Diệp Húc không có lập tức lao ra khỏi Thái Hòa Điện. Hiện giờ bọn họ như đèn dầu sắp tắt, đừng nói là lao ra khỏi Bắc Hải Bí Cảnh, thậm chí năng lực tế khởi kim tiễn, lao ra khỏi tế đàn cũng không có. "Ngồi xuống, lập tức khôi phục nguyên khí." Diệp Húc quát lớn, dẫn đầu khoanh chân ngồi, phun ra nút vào thần dương linh khí, vận chuyển đại nhất thuần dương vô cực kinh. Một cỗ thuần dương linh khí hóa thành chân nguyên nhanh chóng tiếp cận, làm dịu nguyên thần nguyên thai đã khô kiệt. Đám người Bạch Nam Hiên, Lộ Dao Giả cũng khoanh chân ngồi xuống, tự khôi phục lại tu vi. Giờ phút này bọn họ giành giật từng giây, trước tiên khôi phục tu vi bọn họ có thể rời khỏi Bắc Hải Bí Cảnh, mà nếu muộn hơn một chút bọn họ sẽ bị nhốt ở trong này 500 năm. Ầm vang một tiếng, Bắc Hải Bí Cảnh đột nhiên mãnh liệt rung lên, sau đó khôi phục lại yên tĩnh. Diệp Phúc trong lòng không khỏi trầm xuống. Nghe tiếng nổ, hắn hiểu rõ trong lòng, Bắc Hải Bí Cảnh hiện giờ chỉ sợ hoàn toàn dung nhập vào trong hư không, ly khai vô hoang thế giới quen thuộc. Mạc Tăng Tăng và Thích Càn Nguyệt, hai thiếu nữ đình chỉ tu luyện, ngơ ngác đến xuất thần. Các nàng cũng biết lúc này Bắc Hải Bí Cảnh đã tiến tới một thời không xa lạ, phải đợi 500 năm sau mới lại thấy ánh mặt trời. "Mẹ nó chứ, lại bị vây khốn rồi, lần này bị nhốt suốt 500 năm. 500 năm sau, bên ngoài khẳng định có một đống cường giả đang muốn lấy mạng lão tử và tiểu diệp tử." Già La Minh Tôn mắng một câu, oán hận rồi nói: "May mắn nơi này so với cái động lão tử sống trước kia còn lớn hơn nhiều." Hạo Thiên Khuyển rất an nhàn, hồn nhiên không chút nôn nóng như những người khác. Nó cười ha hả nói: "Dù sao, mệnh của lão tử cũng rất dài. Sau 500 năm nữa, ta, Long Khiếu Thiên này vẫn sống thanh xuân như trước kia." Mọi người đều yên lặng. Trên Bắc Hải Băng Nguyên, các cao thủ thánh địa đều ngẩng đầu, chỉ thấy 6 đầu viễn cổ cự thú chậm rãi lui về ổ, mà tòa đại lục màu vàng kia đã ở mà một tiếng biến mất bên trong hư không, không thấy đâu nữa. "Chúng ta đã vây khốn được người có khả năng trở thành vô hoàng rồi." Một lão giả cười ha hà nói: "Hoàng Tuyển Ma Tông Diệp Thiếu Bảo quả thực là một nhân kiệt. Người này ở trong hành cung Nghệ Hoàng giết mấy trăm cường giả thế hệ trước, gần như diệt sạch lực lượng trung kiên của cả một thánh địa rồi." Cho dù là Thái Tử Hỉ cũng phải khâm phục Diệp Phúc vạn phần, tán thưởng mà nói: "Người này tương lai đích xác có thể vấn đỉnh vô hoàng, trở thành bá chủ trong thiên hạ. Đáng tiếc hắn bị nhốt trong Bắc Hải Bí Cảnh, cả đời không có cơ hội ngẩng đầu lên. Hiện giờ là thời đại của người trẻ tuổi, không may cho hắn, Diệp Thiếu Bảo đời này không thể cùng khởi với quần hùng được rồi.
vấn đỉnh vô hoàng, phải là trong chinh chiến mới được. Một lão giả cảm thán cười nói. Đông Hoàng Mục trong mắt lóe ra nghi hoặc. Diệp Thiếu Bảo từng nói không đến 500 năm đâu sẽ gặp lại chúng ta sớm, hay là hắn nắm chắc thoát thân hay sao? Mọi người đều lắc đầu nói, không có khả năng này. Bắc Hải Biết Cảnh đã biến mất trong hư không, tiến vào thế giới kia rồi. Tiểu tử này chỉ sợ chỉ có 500 năm sau mới ra được thôi. Mà cũng trong lúc này, chư vị, chúng ta vẫn có hy vọng mà rời khỏi đây. Cực Dạ còn 4 tháng nữa. Trong 4 tháng này, Bắc Hải Biết Cảnh cùng 6 đại cự thú viễn cổ sẽ không biến mất trong hư không. Chỉ cần Bắc Hải Biết Cảnh không có trở lại thế giới Thái Hoàng Thiên đã bị hủy diệt, chúng ta vẫn còn hy vọng. Diệp Phúc mở to mắt, nhìn chung quanh một vòng, trầm giọng mà nói. Nghệ Hoàng, Hạ Hoàng, Thiếu Khang, còn có đệ tử Nghệ Hoàng. Ba vị này đánh xuyên qua Bắc Hải Biết Cảnh, bọn họ liền lưu lại thông đạo ở đây. Đó là đường tắt cho chúng ta rời khỏi Bắc Hải Biết Cảnh này. Đám người Già La Minh Tôn nghe vậy, ánh mắt không khỏi sáng ngời. Bên trong Thái Hòa Điện này, ba vị thượng cổ vô hoàng đã giao thủ trong ngắn ngủi, oanh phá xuyên qua Bắc Hải Biết Cảnh, lưu lại một thông đạo đi ra ngoài. Dọc theo thông đạo này có thể trở lại thế giới của chúng ta hay sao? Bạch Nam Hiên nhìn về một thông đạo, chỉ thấy một đạo quyền ấn đạo anh xuyên qua Bắc Hải Biết Cảnh, lộ ra một góc thần bí ở bên ngoài. Hắn nhìn thấy một mặt trời màu vỏ quất cực lớn thổi qua phía dưới Thái Hoàng Thiên, rực rỡ kỳ lạ. Nhất định có thể. Những lão giả kia muốn vây khốn chúng ta sao? Lúc này ta chẳng qua chẳng những cướp đoạt hết bảo vật của Nghệ Hoàng Hành Cung, thậm chí còn muốn xuất hiện trước mặt bọn họ, xem sắc mặt bọn họ như thế nào. Diệp Húc nói xong câu đó, lập tức nhắm mắt, toàn lực vận chuyển tâm pháp khôi phục lại tu vi. Diệp huynh quả thực là đương thế nhân kiệt mà. Bạch Nam Hiên kính nể hắn vạn phần, không khỏi tán thưởng mà nói. Không thể phủ nhận, Diệp lão đệ đích xác rất thông minh, gần như chỉ kém ta tí xíu mà thôi. Già La Minh Tôn cười ha hả nói. Bên trong Thái Hòa Đại Điện, có khí là lấy thuần dương linh khí vô cùng, loại linh khí này không có chút tạp chất, đúng là đối với tu vi tiến cảnh của đám người Diệp Húc rất có ích lợi. Sau hơn 10 ngày, đám người Lộ Giao Già, Bạch Tam Hiên mới khôi phục lại trạng thái toàn thịnh. Già La Minh Tôn tu vi cũng không chỉ khôi phục lại, còn có tinh tiến nho nhỏ. Tu luyện tới cảnh giới của Già La Minh Tôn, mỗi bước tiến triển đều là cực kỳ gian nan, chỉ có thuần dương linh khí mới có thể nâng cao được tu vi của hắn. Mà Diệp Húc vọt tới tam dương cảnh dương thần kỳ xong, một vòng nguyên thai sau lưng đã no đủ, giống như thuần dương đại nhật tản mát ra vô cùng vô tận sóng nhiệt vậy. Tu vi của hắn tích lũy tới cảnh giới vô cùng thâm hậu, ngọc thụ nguyên thần ở trong nguyên thai múa may, cái rễ kẹp vào trong nguyên thai hấp thu vô biên năng lượng, chậm rãi hướng tam thần cảnh mà lột xác. Ầm vang một tiếng, trên đỉnh đầu của hắn một đạo thuần dương khí trụ phóng lên cao, oanh kích hư không. Đạo khí trụ này giống như một gốc cây ngọc thụ, cành lá xum xuê, những xúc tu trở thành như múa, thân cây như rồng long lân khắp người. Một tòa Di La Thiên Địa Tháp 9 tầng giống như được tạo ra bằng thuần dương khí bay chung quanh ngọc thụ, lại có 9 đại đỉnh cùng một cột buồm, một kim tiễn, một tòa cửa lớn cùng với Đô Thiên Thập Nhị Đồng Nhân quay chung quanh bảo tháp lên xuống chìm nổi. Đây là do tu vi của hắn thực sự thâm hậu, khí cơ không thể che giấu được, thản nhiên phun trào ra ngoài, hình thành thiên địa dị tượng. Nó làm cho hết thảy nguyên thần, bảo tháp, kiều đỉnh, cột buồm, đồng nhân, nam thiên môn bay bên ra bên ngoài. Chỉ cần nguyên thần của hắn càng thêm no đủ, càng thêm lớn mạnh, liền có thể thoát thai mà ra, thành tựu nguyên thần, trở thành đại vu. Từ điểm đó cũng có thể thấy được phẩm bậc cao thấp của các loại vu bảo trong tay Diệp Húc. Di La Thiên Địa Tháp phẩm bậc cao nhất, bởi vậy có thể chiếm cứ vị trí cao nhất. Nam thiên môn, kiều đỉnh và cột buồm là những bảo vật kém hơn một chút, chỉ có thể vận hành quay chung quanh Di La Thiên Địa Tháp. Trong đó, Nghệ Hoàng kim tiễn và cột buồm song song đặt thứ nhất, Nam Thiên Môn tiếp theo, Đô Thiên Thập Nhị Đồng Nhân ở tiếp theo nữa, cuối cùng là kiều đỉnh. Phương thức sắp xếp này là dựa vào uy năng của vu bảo, phẩm bậc vu bảo mà định vị. Di La Thiên Địa Tháp tuy rằng uy lực kém kim tiễn, nhưng bảo vật này chính là Thiên Đế Chứng Đạo chi bảo, xếp hạng thứ nhất, chấn áp chi bảo là đương nhiên. Nghệ Hoàng kim tiễn uy lực vô cùng, chính là một bộ kiện của cấm bảo, chất chứa uy năng của cấm bảo, xếp hạng gần Di La Thiên Địa Tháp cũng không có gì khó hiểu. Nam Thiên Môn là Tây Hoàng, căn cứ vào viễn cổ thiên đình Nam Thiên Môn mà đúc lên, được xưng là phong ấn chư thiên. Tuy rằng không có viễn cổ thiên đình Nam Thiên Môn lực lượng thần kỳ, nhưng dù sao cũng là trọng bảo Tây Hoàng luyện chế, xếp vị trí thứ hai đã là ở trong tình lý.
Đôi tiên thập nhị đồng nhân là do Thái tử Sơ dựa vào lực lượng nhiều cường giả trong hoàng thất Đại Tần luyện chế ra tam tướng chi bảo, xếp hạng thứ ba cũng không có gì không ổn. Kiểu đỉnh còn lại của Diệp Húc luyện chế, hàng nhái của kiểu đỉnh hạ gia mà thành. Từ khi có được Di La Thiên Địa Tháp, hắn vận dụng kiểu đỉnh càng ngày càng ít đi, dần dần bỏ qua tác dụng của kiểu đỉnh, làm cho uy lực của chín khẩu đại đỉnh này càng ngày càng không theo kịp Di La Thiên Địa Tháp, chỉ có thể xếp ở vị trí cuối cùng mà thôi. Nhưng khiến Diệp Húc tò mò chính là cột bùm này phẩm bậc không ngờ vượt quá Nam Thiên Môn, thậm chí có thể đặt song song với được Kim Tiễn. Cột bùm này lúc đầu là do lão Giao đạo nhân đưa cho hắn một đôi cánh, sau đó Diệp Húc tìm thấy những bộ kiện khác dần dần tiến hóa thành Thiên Cơ Tán, rồi lại theo Thiên Cơ Tán hóa thành cột bùm. Cột bùm này tốc độ dù nhanh nhưng nguyên lực lại không xuất chúng, không nghĩ tới hiện giờ khí cơ cảm ứng của hắn, thuần dương khí trụ tiến hóa nguyên thần và chư bảo, cột bùm này lại được đặt song song với Kim Tiễn, điều này làm cho hắn không khỏi phiền muộn vạn phần. Nghệ Hoàng Kim Tiễn chính là một bộ phận của cấm bảo, chất chứa 1/10 cấm pháp, uy lực vô cùng, thậm chí có thể chống lại Hạ Gia Thiên Đính. Mà cột bùm này có khả năng là song song với nó hay sao? Ngay cả trọng bảo Nam Thiên Môn của Tây Hoàng cũng bị nó áp chế hay sao? Diệp Phúc suy nghĩ trăm lần vẫn không có câu trả lời giải đáp, nhưng hắn cũng biết cột bùm này chỉ sợ không đơn giản như vậy. Hắn nắm chuyện này ra sau đầu, trầm giọng nói: "Chư vị, hôm nay là ngày chúng ta rời khỏi đây. Minh Tôn, ngươi đem thuần dương linh mạch bậc 9 thu lại, chúng ta phân chia ngay ở đây đi." Già Lam Minh Tôn thu hồi hết thảy những mảnh vỡ của thuần dương linh mạch, từng đầu kim long linh mạch bị hắn chấn áp bên trong linh cữu. "Thật sự muốn phân chia vật nhỏ đáng yêu này hay sao?" Già Lam Minh Tôn đau lòng vô cùng, nhìn một điều linh mạch dài tới mấy chục dặm, lẩm bẩm nói. Bạch Tam Hiên trầm mặc một lát, hướng Diệp Húc lại dài cười nói: "Diệp huynh, nếu không gặp được ngươi, chỉ sợ Bạch Mỗ tới nay chỉ là thân dương tam phẩm. Tu luyện tới cảnh giới ngày hôm nay, chỉ sợ cần phải hơn 1 năm cố gắng nữa, càng không thể lấy được bảo vật trong Nghệ Hoàng hành cung, linh dược kéo dài tuổi thọ. Thuần dương linh mạch trước mắt ta không cần, trong thanh đế môn của ta có đầy đủ thuần dương linh mạch, chỉ cần ta tu luyện tới tam bất triệt cảnh, sư tôn nhất định sẽ dùng thuần dương linh mạch cho ta tu luyện." Hắn ngụ ý phần của hắn, hắn nguyện ý buông tha không lấy một xu. "Nếu không có Diệp sư huynh, không có Minh Tôn, chỉ sợ ba tỷ muội chúng ta vẫn đang ở là tù nhân của đám Hạ gia ngang ngược kia rồi." Lộ Do Già và Mạc Tăng Tăng, Tích Hàn Nguyệt liếc nhau, tiến lên lấy một điều linh mạch nói: "Diệp sư huynh cứu chúng ta thoát vây, liên tiếp cứu tính mệnh của chúng ta như vậy, giao giả này khắc trong tâm khảm, những linh mạch này chúng ta chỉ lấy đi một, đủ cho chúng ta tu luyện rồi." Trong bọn họ, vũ lực mạnh nhất chính là Già Lam Minh Tôn, tri thức uyên bác nhất chính là Bạch Nam Hiên, quen thuộc địa lý nhất, một đường phá vỡ cấm chế chính là Lộ Giao Già. Mạc Tăng Tăng và Tích Hàn Nguyệt, mồm mép lợi hại nhất chính là Hạo Thiên Khuyển. Nhưng nhân vật trọng yếu nhất thì phải là Diệp Húc. Nếu không có Diệp Húc, chỉ sợ bọn họ đã sớm chết bên trong Nghệ Hoàng hành cung. Bởi vậy đám người Bạch Nam Hiên, Lộ Giao Già mới cam tâm tình nguyện tặng linh mạch này cho Diệp Húc. Huống chi thuần dương linh mạch bậc 9 đối với Diệp Húc mà nói có ý nghĩa đặc thù. Tu luyện Đại Nhật Thuần Dương Vô Cực Kinh dựa vào thuần dương linh khí, thuần dương linh mạch đối với hắn mà nói có quan hệ trọng yếu. "Diệp sư huynh không cần phải chối từ, Giao Già còn có yêu cầu hơi quá đáng." Lộ Giao Già mặt mỉm cười, nhìn về phía con chó đen nhỏ trên đầu vai của Già Lam Minh Tôn, nhỏ giọng mà nói: "Giao Già rất thích con chó nhỏ này, không biết Diệp sư huynh có thể bỏ được thứ mình yêu thích tặng con chó này cho Giao Già hay không?" "Cô bé, ta cảm giác được sát khí trên người của ngươi, muốn giết ta sao?" Chó đen nhỏ trong miệng phát ra tiếng ô ô uy hiếp, trong mắt hào quang mãnh liệt bùng khởi, lộ ra một loạt răng nanh sắc bén, dữ tợn hung ác. Lộ Giao Già trong mắt lộ ra một đạo sát khí, lập tức che giấu, dịu dàng nói: "Ta với người không thủ không oán, làm sao lại muốn xử lý ngươi được?" Diệp Húc trầm giọng nói: "Lộ sư tỷ, Khiếu Thiên dù sao cũng đồng sinh cộng tử với chúng ta, bạn tốt làm sao có thể là thứ yêu thích gì mà nói từ bỏ là được, xin Lộ sư tỷ thứ lỗi cho." Lộ Giao Già khẽ mỉm cười không nói gì nữa. Mạc Tăng Tăng và Tích Hàn Nguyệt dùng ánh mắt nghi vấn nhìn nàng, nhưng nàng thủy chung không thấy, không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Diệp Húc ngẩng đầu nhìn về phía tế đàn Nghệ Hoàng, chỉ thấy tế đàn lơ lửng trên không trung, tản mát ra thanh quang sâu kín. Tòa tế đàn này chính là Nghệ Hoàng cung, Xạ Nhật cung ngày đó được đặt ở trên tế đàn này, mà ở dưới tế đàn còn có hơn 10 chỗ lõm, hẳn là nơi đặt tiễn. "Tòa tế đàn này hẳn là một kiện bảo vật không tồi, lên." Diệp Húc tế khởi Ngọc Lâu, thu tòa tế đàn này vào Ngọc Lâu. Hắn cười nói: "500 năm sau, có người tiến vào Hắc Bắc Hải bí cảnh, phát hiện ra nơi này không còn cái gì,
chỉ sợ phải thất vọng rồi. Minh Tôn, chư vị, chúng ta đi. Hắn tới khởi kim tiễn hóa thành lớn nhỏ trăm trượng. Đám người Già La Minh Tôn đều đứng dậy, dừng ở phía trên kim tiễn, cùng hợp lực thúc giục kim tiễn hướng tới một vết rách bên trong Thái Hòa Điện mà bay đi. Kim tiễn tản mắt ra từng dao động như hủy thiên diệt địa, bức mở hoa văn khí tức vô hoàng xuyên qua vết rách trên Thái Hòa Thiên. Đạo liệt ngân này chính là dấu vết mà Nghệ Hoàng và Thiếu Khang giao thủ với người lưu lại, khai thông toàn bộ Thái Hoàng Thiên, trong đó tràn ngập tinh khí mà bọn họ còn sót lại, khủng bố tới cực điểm. Nếu đổi lại là vô bảo khác, cho dù là bất diệt chi bảo cũng không thể cầm cự sống sót bên trong khí tức này bao nhiêu lâu, sẽ bị hoàn toàn phá hủy. Chỉ có cấm bảo không trọn vẹn như kim tiễn mới có thể tùy ý đi bên trong thông đạo. Xoẹt! Kim tiễn giết gào xuyên qua Bắc Hải bí cảnh, hiện ra bên trong vũ trụ tinh không mênh mông bát ngát. Một tảng đá lớn u ám phạm vi nghìn dặm từ trong tinh không bay sắt qua người bọn họ vô thanh vô tức. Diệp Phúc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Bắc Hải bí cảnh biến mất không thấy. Trong hư không có hơn 10 cửa động thật lớn mơ hồ ghi rõ vị trí Bắc Hải bí cảnh. Đó là thông đạo do đám người Nghệ Hoàng oanh kích ra. Tiếp theo mấy tháng sau, đại cự thú biến mất trong hư không, lôi kéo Bắc Hải bí cảnh xuyên qua hư không đi tới nơi từng là Thái Hoàng Thiên. Không biết Thái Hoàng Thiên giới có tình hình gì đây? Diệp Phúc không khỏi thản nhiên mà cười nói. Già La Minh Tôn cười lạnh. Tới nơi đó rồi, chúng ta thực sự không có nơi chạy trốn, chỉ có thể 500 năm sau mới nhìn thấy được ánh mặt trời thôi. Bạch Nam Hiên cười nói. Thái Hoàng Thiên giới sớm bị viễn cổ thần ma phá hủy, chỉ sợ nơi đó Vu Hoàng cũng khó có thể sinh tồn. Diệp huynh à, người vẫn nên đánh mất cái ý niệm nguy hiểm này trong đầu đi thôi. Hắn lại dài nói. Diệp huynh, Minh Tôn, ba vị sư tỷ, chúng ta tới đây thôi, tiểu đệ còn cần phải đi chung quanh tìm kiếm dương sát, âm sát và thiên sát, tranh thủ sớm thành thuần dương no đủ. Diệp Phúc nhìn theo hướng Bạch Nam Hiên nhẹ nhàng bay đi, nghi hoặc mà nói. Bạch huynh biết đường trở lại thế giới Vu Hoàng hay sao? Ở trong tinh không này, dù đãng rất dễ dàng bị lạc đường kìa. Nơi này cách Hàn Nguyệt Cung không xa, Diệp sư huynh, tiểu muội xin cáo từ. Lộ Dao Già sắc mặt nhợt nhạt chào một cái. Diệp Phúc đang muốn đáp lễ, đã thấy Lộ Dao Già đột nhiên tới khởi pháp tướng. Nữ nhân áo đen phía sau lưng quát thám một tiếng, một tay cầm phủ, một tay giơ lên trăng sáng, hung hăng hướng tới con chó nhỏ trên vai Già La Minh Tôn mà chặt bỏ. Già La Minh Tôn tức giận hừ một tiếng, một chưởng đánh ra, cự phủ trăng sáng hết thảy bị đánh nát, nhanh tiến tới tính toán động thủ giết người. Diệp Phúc ngang thân ngăn đón trước mặt của hắn, nhìn thật sâu vào Lộ Dao Già, chắp tay nói: "Lộ sư tỷ, chúng ta từ biệt ở đây thôi, Minh Tôn, chúng ta đi." Lộ Dao Già khóe miệng trào ra một chút máu tươi, thân hình lắc lắc muốn ngã. Mặc Tăng Tăng và Tích Hàn Nguyệt kinh nghi bất định nói: "Sư tỷ, người tại sao lại động thủ với người một nhà vậy?" Lộ Dao Già lau đi vết máu trên khóe miệng, thanh âm lạnh lùng nói: "Ta có thể cảm giác được, con chó kia chỉ sợ là thiên địch mà Nghệ Hoàng lưu lại để đối phó với Hàn Nguyệt Cung chúng ta. Lưu lại nó, sớm muộn gì cũng mang tai ương ngập đầu cho Hàn Nguyệt Cung. Mầm mống tai họa này đương nhiên phải sớm diệt trừ. Đáng tiếc ta không có đắc thủ." Mặc Tăng Tăng thất thanh cười nói: "Nghệ Hoàng lưu lại thiên địch đối phó với Hàn Nguyệt Cung ta sao? Sư tỷ, sao có thể như thế chứ? Nó chỉ là một con chó răng còn chưa mọc đủ dài, miệng đầy thô tục mà thôi. Hơn nữa Nghệ Hoàng và Nga Hoàng là vợ chồng, làm sao lại đối phó với Hàn Nguyệt Cung ta được? Người lo lắng nhiều như vậy ngược lại làm cho Diệp sư huynh không vui. Diệp sư huynh là người tốt như vậy, chỉ sợ trong lòng có chút tức giận." Lộ Dao Già im lặng, mỗi khi nhớ tới con chó màu đen kia, trong lòng luôn sinh ra một ý niệm xấu ở trong đầu. Bên trong tinh không vũ trụ mênh mông, một quan tài màu đen thật lớn đang giết gào phi hành bên trên một thanh đăng, ngọn lửa u đang chiếu sáng phương xa hắc ám. Diệp Phúc ngồi quanh chân trên quan tài, Di La Thiên Địa Tháp trên đỉnh đầu, từng đạo thần dương linh khí từ trong tháp bay ra, bị nguyên thai phía sau hắn cắn nuốt luyện hóa. Hóa thành tu vi bản thân lập tức rồi lại bị nguyên thần Ngọc Thụ hấp thu. Phía sau lưng của hắn, nguyên thai giống như một vòng mặt trời chói chang phạm vi cả trăm cây số, so với ngọn lửa thanh đăng còn chói mắt hơn rất nhiều. Pang 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 pang. Trong nguyên thai vang lên từng tiếng nổ mạnh, sóng nhiệt cuồn cuộn. Hiện giờ tu vi của hắn tăng trưởng tuy rằng không được như lúc ở trong Hành Nghệ Cung, nhưng đã có tiến bộ nhảy vọt. Lúc này Diệp Phúc đã tu luyện tới cảnh giới Dương Thần Tứ Phẩm. Thời gian trôi qua, tu vi của hắn càng ngày càng hùng hậu. Mặt trời chói chang phía sau càng lúc càng lớn, càng ngày càng nóng. Tu luyện Đại Nhật Thần Dương Vô Cực Kinh khiến cho hắn không cần phải đi sưu tầm sát khí, chỉ cần từng bước tu luyện thành tựu thuần dương no đủ, luyện thành nguyên thai nguyên thần là chuyện dễ dàng.
ầm vang một tiếng, một mảnh kiếp vân bay tới, thành hình ở trên đầu của hắn, vô số lôi long di chuyển trong mây. Đây là Long Hán Thiên Kiếp của đại vua Tam Tướng Cảnh. Nguyên bản Long Hán Thiên Kiếp đối với Diệp Húc mà nói cực kỳ khó đối phó. Tuy nhiên lúc này đang ở trong tinh không, đã không có Thái Hoàng Thiên Giới thêm vào, cũng không có tàn niệm Thái Hoàng Thiên Giới làm chủ đạo, loại kiếp vân này đối với Diệp Húc mà nói chỉ là bình thường. Vù, hắn ngẩng đầu há mồm hút một cái, chỉ thấy lôi long đầy trời cộng cả kiếp vân hết thảy bị hắn nuốt một hơi vào trong bụng mình, cứng rắn luyện hóa dùng để nâng cao cửu chuyển nguyên công. Dọc theo đường đi, hắn liên tục nuốt vào gần 20 tòa kiếp vân, đã đưa cửu chuyển nguyên công tăng tới ngang bằng với tu vi, mà vạn kiếp vô lượng tâm kinh cũng bị hắn tu luyện tới dương thần tứ phẩm. Tu vi của hắn tăng trưởng, thân thể tăng cường, thực lực cũng nâng cao rất lớn. Quan tài màu đen giết gà mà đi, cũng là bị Già Lam Minh Tôn bên trong quan tài thúc dục, hướng tới vô hoang thế giới bay tới. Già Lam Minh Tôn năm đó đã từng du lịch bốn phương, biết rõ địa lý, chỉ có hắn mới có thể ở trong tinh không mờ mịt này mà tìm được phương vị chính xác. Nếu là Diệp Húc mà nói, chỉ có thể lạc đường trong vũ trụ tinh không này. Đột nhiên Diệp Húc trong lòng có cảm ứng, mở to mắt, đình chỉ tu luyện, ánh mắt quét tới một mảnh tinh không ở xa xa, chỉ thấy ở nơi cực xa đây, bên trong vũ trụ mênh mông, lơ lửng một tòa đại chu thiên tinh đấu đại trận vô cùng phức tạp, rộng lớn vô cùng. Tòa đại chu thiên tinh đấu đại trận này bao phủ đâu chỉ mấy vạn dặm, phức tạp cực kỳ. Bên trong đại trận dựng thẳng lên từng tấm đại kỳ cao tới vạn trượng. Mỗi một tấm đại kỳ phía trên đều có pho tượng chu thiên tinh quân dữ tợn, hung ác vô cùng. Tòa tinh đấu đại trận này còn phức tạp hơn xa các loại đại trận mà Diệp Phúc đã được chứng kiến từ trước. Bên trong tòa đại trận này lại có một tòa tinh hà trụ quang đại trận, vô số sao xa như được thu nhỏ lưu chuyển bên trong đại trận. Mà bên trong tòa trụ quang này lại có một đại lục cổ xưa. Hai tòa trận pháp này đồng thời thủ hộ phía đại lục cổ xưa kia, nghiêm cấm người ngoài xâm nhập. Vô số tinh lực các ngôi sao không ngừng bắn tới vũ trụ tinh không này, rơi vào bên trong tòa đại lục kia. Tinh lực nồng đậm như nước, từng đạo tinh lực hình thành những cột sáng lớn tới hơn 10 dặm. Tinh lực mạnh mẽ ép tới quanh thân cột sáng, hư không gần như bị vặn vẹo đi. Nơi này là... Ồ, Chu Tiên Tinh Cung ở trong vũ trụ mở đạo tràng sao? Diệp Húc trong lòng không khỏi tán thưởng. Chu Thiên Tinh Cung thật không hổ là một trong ma đạo tam cung. Cái phần phô trương này, phần khí phách này vượt qua ma đạo lục phái. Hoàng Tuyển Ma Tông ta còn xa mới theo kịp nó. Khó trách năm đó hắn vô đế đế khiêu chiến tứ phương, xa xa lướt mắt nhìn Chu Thiên Tinh Cung một cái thôi, lên dưng ở ngoài trận. Hai tòa đại trận này của Chu Thiên Tinh Cung chỉ sợ đều là cấm bảo, hơn nữa là cấm bảo còn sống, tương đương với hai đại vua hoàng trấn thủ, ai có thể xâm nhập được đây? Nếu như có thể thu được tòa Chu Thiên Tinh Cung đại Chu Thiên Tinh đấu trận đồ này dung nhập vào Di Lạc Thiên Địa Tháp, chỉ sợ bảo tháp của ta ước chừng có thể tăng lên tới tầng thứ 30 rồi. Diệp Phúc trong lòng không khỏi sinh ra ý niệm như vậy trong đầu. Tuy nhiên hắn cũng chỉ nghĩ mà thôi, với thực lực hiện giờ của hắn, chỉ sợ còn chưa đi vào tinh đấu đại trận đã bị hóa thành bột mịn mất rồi. Quan tài màu đen tránh xa Chu Thiên Tinh Cung, hướng tới vô hoang thế giới mà bay đi. Chu Thiên Tinh Cung thân là ma đạo nhất đại thánh địa, khoảng cách tới vô hoang thế giới cũng không xa. Diệp Phúc rất nhanh nhìn thấy một tòa đại lục cùng hải dương vô cùng rộng lớn, bên trong phiến mây trắng, ánh mặt trời phía trên chiếu xạ xuống giống như ngàn dặm sóng vàng, rất là đồ sộ. Rốt cuộc ta cũng đã trở lại. Diệp Phúc hơi hơi kích động, cười dài một tiếng, đeo quan tài lên trên lưng, chắp hai tay sau lưng, khống chế quan tài màu đen hướng tới vô hoang thế giới. Trên không trung vô hoang thế giới, sát khí cuồn cuộn như nước lũ, thổi quét hết thảy, thanh thế so với nguyên thần chi bảo còn mạnh hơn rất nhiều. Nó hình thành một cấm địa trên không, rất ít vũ sĩ tới nơi này. Sát khí nơi này cũng không tinh thuần, mà là đủ loại sát khí hỗn hợp cùng một chỗ hình thành lên khí thải. Nó so với đơn thuần một loại sát khí còn khủng bố hơn rất nhiều, nhưng không thể dùng để tẩy lễ nguyên thần nguyên thai được, bởi vì nguy hiểm vô cùng, thậm chí ngay cả đại vua tam thần cảnh cũng rất ít khi đặt chân tới bên trong loại cấm địa này. Nơi này cách mặt đất tới mấy trăm dặm cao, gần như không có không khí, mà còn có nhiều loại sát khí loạn lưu, có thể dễ dàng thổi tan nguyên thần của đại vua. Nếu là lạc mất phương hướng ở trong này, cho dù là đại vua cũng sẽ bị những sát khí dơ bẩn này luyện đến tan xương nát thịt. Tu vi của Diệp Phúc hiện giờ đã có thể không để ý tới uy lực của sát khí này. Hắn chân dẫm lên quan tài màu đen, lao xuyên qua sát khí. Mặt trời chói chang ở phía sau lưng của hắn bức mở sát khí từ xa. Nhưng lúc này đột nhiên trong sát khí truyền tới một thanh âm quen thuộc. Khổng Chiêu, người nếu còn tiếp tục bước kép tí, tỷ sẽ cho người chết rất khó coi. Thanh âm này rất quen tai, hơn nữa tương đối mãnh liệt,
Diệp Húc vừa nghe không khỏi lộ ra nụ cười mỉm nói: Nhân sinh hà sứ bất tương phùng, nhị tỷ khổng tước của Yên Nhu không ngờ cũng ở trong này. Hay là nàng đi vào phiến thiên không này là muốn tìm kiếm sát khí sao? Không biết Bách Hoa cung chủ Tố Tâm Lan có phải là đi cùng với nàng ta hay không? Thanh âm của Khổng Chiêu Yêu Thánh cười dài truyền tới nói: Khổng tước, ta cũng cần thiên sắp rèn luyện nguyên thần nguyên thai. Cái gọi là thiên tài địa bảo phải là người có tài có đức mới đạt được. Hôm nay nói tặng thiên sát khí này cho ngươi cũng không thể không được. Tuy nhiên ngươi phải đáp ứng là làm thị thiếp của Khổng Chiêu ta. Diệp Phúc khống chế quan tài màu đen theo tiếng mà đi, không quá lâu đã đi tới chỗ của Khổng Thước, Khổng Chiêu giao thủ. Trên không trung có một đạo thiên sát khí dài hơn trăm dặm, sát khí nồng đậm tới cực điểm, hiển nhiên là thiên sát thuần khiết. Những sát khí khác ở nơi này đã bị người ta đánh thành hư không, lộ ra không gian hơn 10 dặm, giống như một quả cầu bị sát khí vây quanh. Khổng Chiêu Yêu Thánh, tu vi tuy rằng không kém, nhưng hắn cũng không có loại thủ đoạn này. Diệp Phúc trong lòng dùng mình, ánh mắt quét tới, chỉ thấy Khổng Chiêu Yêu Thánh và nhị tỷ Khổng Tước của Yên Nhu cùng Bách Hoa công chủ đang giằng co. Trên đỉnh đầu bọn họ là thiên sát thô to kia. Giờ phút này, Khổng Tước và Bách Hoa công chủ Tố Tâm Lan, tu vi đều đã luyện tới Dương Thần Kỳ, cực kỳ thâm hậu. Nhưng thấy các nàng cơ duyên không kém, trong thời gian này sưu tầm rất nhiều linh mạch, rèn luyện nguyên thai, nguyên thần. Bên trong còn có một người khác nữa, dáng người cực kỳ hùng tráng, mặt trắng không râu, trên trán dài ra một khúc sừng. Hai tay ôm trước ngực cười lạnh không thôi. Khổng Tước, chúng ta chính là đồng tộc, ước chừng ngươi còn không biết à. Nhân tình của ngươi Diệp Thiếu Bảo đã bị cường giả các đại thánh địa chấn áp bên trong Bắc Hải Biết Cánh, 500 năm không thể thoát ra ngoài được. Ngươi là nữ nhi của Yêu Chủ Thiên Yêu Cung, mà ta lại là đệ tử của Yêu Hoàng Nguyên Thủy Yêu Tông. Diệp Thiếu Bảo thì tính là cái gì, làm sao có thể xứng đôi với ngươi được? Sao? Diệp Thiếu Bảo bị chấn áp ư? Bách Hoa công chủ trong lòng cả kinh thất thanh nói: Không sai. Bên cạnh Khổng Chiêu, đại hán mặt trắng lạnh như băng nói: Diệp Thiếu Bảo bên trong Bắc Hải Biết Cánh bị cường giả các đại thánh địa liên kết chấn áp, làm cho hắn cùng một khối thân ngoại hóa thân của Ứng Tông Đạo chấn áp bên trong Thái Hòa Cung Nghệ Hoàng. Chuyện này đã truyền khắp thiên hạ, không người nào không biết, không ai không hiểu. Thậm chí ngay cả Ứng Tông Đạo cũng bị người người cười nhạo vì không chút khôn ngoan. Bạch Tây Yêu Thánh, lời này là thật sao? Khổng Tước sắc mặt kẽ biến, lạnh giọng nói: Diệp Phúc từng cho nàng mượn Định Phong bảo thụ, từng cứu nàng một lần trong tay Ức Khánh Sơn, đối với nàng có đại ân rất lớn. Bởi vậy Khổng Tước đúng là rất để bụng tới an nguy của Diệp Phúc. Tiểu Khổng Tước, Bạch Tây Yêu Thánh ta thân phận thế nào, sao có thể lừa ngươi được? Đại hán mặt trắng có sừng ở trên trán này đúng là Bạch Tây Yêu Thánh trong Yêu Tông Thất Thánh, cười lạnh nói: Diệp Phúc, Diệp Thiếu Bảo bản lĩnh kém cỏi, thế nhưng thủ đoạn chạy trốn là hạng nhất kìa. Nếu không như vậy hắn sớm đã chết rồi. May mắn tiểu tử này bị người chấn áp, nếu không ở trong tay ta, tất nhiên hắn sẽ chết vô cùng khó coi. Hãy bớt sảm ngôn đi. Khổng Chiêu Yêu Thánh ngạo nghễ nói: Khổng Tước, người nghĩ như thế nào, làm tiểu thiếp của ta hay là chết đây? Làm bà ngoại ngươi thì được. Khổng Tước không nói hai lời, trực tiếp tước khởi ngũ hành diệt tuyệt thần quang, cấu thành đại trận hướng hắn mà đè tới. Cùng lúc đó, Khổng Chiêu cười ha ha, phía sau dâng lên năm đạo diệt tuyệt thần quang thẳng mà đón nhận. Nguyên bản ngũ hành diệt tuyệt thần quang của hắn đã bị Diệp Phúc cưỡng ép thu đi. Cách đây không lâu, hắn rốt cuộc cũng luyện lại thành được ngũ hành thần quang. Tuy rằng uy lực không bằng trước, nhưng đối phó với Khổng Tước là dư sức qua cầu. Chỉ thấy hai người bọn họ như kinh hồng lóe qua trên không trung, chỉ còn thần quang va chạm lẫn nhau hiện ra những ánh sáng hoa mỹ chói lọi. Bạch Tây Yêu Thánh, Khổng Tước chính là vạn điều chí tổ, ông tổ của vạn loài chim, tiên thiên đã là một bậc cao nhân rồi, khi động thủ lại rực rỡ lóa mắt như vậy, rất xa hoa, người nói có đúng không? Bạch Tây Yêu Thánh nghe vậy gật đầu nói phải, nhưng bỗng nhiên hắn giật mình tỉnh ngộ, vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thiếu niên áo lam đứng trên một quan tài màu đen mỉm cười với hắn. Người là ai? Bạch Tây Yêu Thánh trong lòng cẩn thận, thiếu niên áo lam này có thể đi tới phía sau hắn. Hắn không ngờ là không chút hay biết, có thể thấy được thực lực người này không phải là nhỏ. Diệp Húc chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn cuộc chiến của Khổng Chiêu Yêu Thánh và Khổng Tước buồn bã nói: Ta đã trở lại, chẳng lẽ 500 năm đã trôi qua sao? Hắn thu hồi ánh mắt nhìn về phía Bạch Tây Yêu Thánh, mỉm cười nói: Người vừa rồi nói ta bị người chấn áp 500 năm,
Còn có, nếu ở trong tay ngươi sẽ chết rất khó coi. Bạch Tề Yêu Thánh, ngươi nghĩ ta là ai? Diệp Húc, Diệp Thiếu Báo, ngươi làm sao có thể thoát ra khỏi Bắc Hải Biết Cánh? Bạch Tề Yêu Thánh trong lòng sợ hãi, nhưng sắc mặt lập tức khôi phục lại như thường, khí thế cũng kéo lên, cười lạnh mà nói: cũng tốt thôi, những lão già kia không chấn áp được ngươi, vậy để ta tự mình động thủ thôi vậy. Hắn còn chưa dứt lời, Diệp Húc đã nhanh chóng bước lên, ong một tiếng, sau đầu hắn hiện lên từng đạo công đức kim luân, vô số hồng liên tà Phật niệm tụng ma kinh, thanh âm quỷ dị âm tà. Vù. Diệp Húc tay nâng lên thủ thế Thái Hoàng Thần Vương khai thiên ấn, một ấn đánh xuống, tay trưởng của hắn giống như một thanh cự phủ, xẹt một tiếng nhanh chóng chém đứt cái sừng nhọn trên đỉnh đầu của Bạch Tây Yêu Thánh. Lập tức tay trái đánh ra một thức Dương Thiên Thần Vương diệt kiếp ấn, hung hăng đánh thẳng vào ngực Bạch Tây Yêu Thánh, làm cho xương ngực của hắn đứt gãy, miệng hộc máu, toàn bộ lồng ngực hoàn toàn sụp xuống. Về sau, nếu có động thủ với ta, không cần phải nói nhiều lời vô nghĩa như vậy. Diệp Húc ánh mắt lạnh lạnh, lại là một thức khai thiên ấn nữa hạ xuống. Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, tập 103 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại. Bên trong Thái Hòa Đại Điện có khí là lấy thuần dương linh khí vô cùng, loại linh khí này không có chút tạp chất, đúng là đối với tu vi tiến cảnh của đám người Diệp Húc rất có ích lợi. Sau hơn 10 ngày, đám người Lộ Giao Già, Bạch Tam Hiên mới khôi phục lại trạng thái toàn thịnh. Giả Lam Minh Tôn tu vi cũng không chỉ khôi phục lại, còn có tinh tiến nho nhỏ. Tu luyện tới cảnh giới của Giả Lam Minh Tôn, mỗi bước tiến triển đều là cực kỳ gian nan, chỉ có thuần dương linh khí mới có thể nâng cao được tu vi của hắn. Mà Diệp Húc vọt tới tam dương cảnh, dương thần kỳ xong, một vòng nguyên thai sau lưng đã no đủ, giống như thuần dương đại nhật tản mát ra vô cùng vô tận sóng nhiệt vậy. Tu vi của hắn tích lũy tới cảnh giới vô cùng thâm hậu, ngọc thụ nguyên thần ở trong nguyên thai múa may, cái rễ kẹp vào trong nguyên thai hấp thu vô biên năng lượng, chậm rãi hướng tam thần cảnh mà lột xác. Ầm vang một tiếng, trên đỉnh đầu của hắn một đạo thuần dương khí trụ phóng lên cao, oanh kích hư không. Đạo khí trụ này giống như một gốc cây ngọc thụ, cành lá sum suê, những xúc tu trở thành như múa, thân cây như rồng long lân khắp người. Một tòa Di La Thiên Địa Tháp 9 tầng giống như được tạo ra bằng thần dương khí bay chung quanh ngọc thụ, lại có 9 đại đỉnh cùng một cột buồm, một kim tiễn, một tòa cửa lớn cùng với Đô Thiên Thập Nhị Đồng Nhân quay chung quanh bảo tháp lên xuống chìm nổi. Đây là do tu vi của hắn thực sự thâm hậu, khí cơ không thể che giấu được, thản nhiên phun trào ra ngoài, hình thành thiên địa dị tượng. Nó làm cho hết thảy nguyên thần, bảo tháp, kiều đỉnh, cột buồm, đồng nhân, nam thiên môn bay bên ra bên ngoài. Chỉ cần nguyên thần của hắn càng thêm no đủ, càng thêm lớn mạnh, liền có thể thoát thai mà ra, thành tiểu nguyên thần, trở thành đại vu. Từ điểm đó cũng có thể thấy được phẩm bậc cao thấp của các loại vu bảo trong tay Diệp Húc. Di La Thiên Địa Tháp phẩm bậc cao nhất, bởi vậy có thể chiếm cứ vị trí cao nhất. Nam Thiên Môn, Kiều Đỉnh và Cột Buồm là những bảo vật kém hơn một chút, chỉ có thể vận hành quay chung quanh Di La Thiên Địa Tháp. Trong đó, Nghệ Hoàng Kim Tiễn và Cột Buồm song song đặt thứ nhất, Nam Thiên Môn tiếp theo, Đô Thiên Thập Nhị Đồng Nhân ở tiếp theo nữa, cuối cùng là Kiều Đỉnh. Phương thức sắp xếp này là dựa vào uy năng của vu bảo, phẩm bậc vu bảo mà định vị. Di La Thiên Địa Tháp tuy rằng uy lực kém kim tiễn, nhưng bảo vật này chính là thiên đế chứng đạo chi bảo, xếp hạng thứ nhất, chấn áp chư bảo là đương nhiên. Nghệ Hoàng Kim Tiễn uy lực vô cùng, chính là một bộ kiện của cấm bảo, chất chứa uy năng của cấm bảo, xếp hạng gần Di La Thiên Địa Tháp cũng không có gì khó hiểu. Nam Thiên Môn là Tây Hoàng, căn cứ vào viễn cổ thiên đình Nam Thiên Môn và đúc lên, được xưng là phong ấn chư thiên. Tuy rằng không có viễn cổ thiên đình Nam Thiên Môn lực lượng thần kỳ, nhưng dù sao cũng là trọng bảo Tây Hoàng luyện chế, xếp vị trí thứ hai đã là ở trong tình lý. Đô Thiên Thập Nhị Đồng Nhân là do Thái Tử Sơ dựa vào lực lượng nhiều cường giả trong Hoàng Thất Đại Tần luyện chế ra tam tướng chi bảo, xếp hạng thứ ba cũng không có gì không ổn. Kiều đỉnh còn lại của Diệp Húc luyện chế, hàng nhái của Kiều đỉnh hạ ra mà thành. Từ khi có được Di La Thiên Địa Tháp,
hắn vận dụng kiều đỉnh càng ngày càng ít đi, dần dần bỏ qua tác dụng của kiều đỉnh, làm cho uy lực của chín khẩu đại đỉnh này càng ngày càng không theo kịp Di La Thiên Địa Tháp, chỉ có thể xếp ở vị trí cuối cùng mà thôi. Nhưng khiến Diệp Phúc tò mò chính là cột bùm này phẩm bậc không ngờ vượt quá Nam Thiên Môn, thậm chí có thể đặt song song với được kim tiễn. Cột bùm này lúc đầu là do lão Giao đạo nhân đưa cho hắn một đôi cánh, sau đó Diệp Phúc tìm thấy những bộ kiện khác dần dần tiến hóa thành thiên cơ tán, rồi lại theo thiên cơ tán hóa thành cột bùm. Cột bùm này tốc độ dù nhanh nhưng nguyên lực lại không xuất chúng, không nghĩ tới hiện giờ khí cơ cảm ứng của hắn, thuần dương khí trụ tiến hóa nguyên thần và chư bảo, cột bùm này lại được đặt song song với kim tiễn, điều này làm cho hắn không khỏi phiền muộn vạn phần.